Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là một tin vui khi mà câu lạc bộ bóng đá Phú Hiến đã có 3 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu giao hữu với U22 UAE. Với phong độ thi đấu ấn tượng giúp câu lạc bộ Phú Hiến giành ngôi Á quân giải hạng nhất quốc gia 2019, 3 cầu thủ là tiền vệ Việt Kiều Martin Lò, trung vệ Lê Ngọc Bảo, tiền đạo Huỳnh Tiến Đạt đã được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập vào đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu giao hữu với đội tuyển U22 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào ngày Chủ nhật 13 tháng 10. Đây là cơ hội tốt cho các cầu thủ trẻ của câu lạc bộ Phú Hiến thể hiện mình để được góp mặt tại SEA Games 30 vào cuối năm nay. Tại giải hạng nhất 2019 vừa qua, Martin Lò đã ghi được 4 bàn thắng, Tiến Đạt ghi được 5 bàn. Trong đó, đội trưởng Ngọc Bảo là trung vệ xuất sắc trước khung thành của đội bóng đá Phú Hiến. Xác định việc rèn luyện thể dục thể thao sẽ giúp cho các hội viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, nên phong trào thể dục thể thao của người cao tuổi trên địa bàn huyện Khoái Châu ngày càng phát triển, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Hiện nay, Hội Người Cao Tuổi huyện Khoái Châu đã thành lập 75 câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, 60 câu lạc bộ bóng chuyền hơi, 20 câu lạc bộ cầu lông, 10 câu lạc bộ bóng bàn và nhiều môn thể thao khác. Nhân tháng hành động vì người cao tuổi, Hội Người Cao Tuổi huyện Khoái Châu đã kết hợp với Hội Người Cao Tuổi các xã, thị trấn tổ chức các buổi giao lưu thi đấu thể thao tiêu biểu như hội thi trình diễn các bài thể dục dưỡng sinh tại xã Tân Châu, Bình Minh, thi đấu bóng chuyền hơi tại xã Tân Dân, Nhuế Dương, Chí Tân. Hiện nay trên địa bàn thành phố Hưng Yên có 14 câu lạc bộ cầu lông tại các xã phường. Mỗi câu lạc bộ có số lượng thành viên từ 15 đến 30 người. Thời gian sinh hoạt thường vào lúc sáng sớm và chiều muộn. Nhiều câu lạc bộ đã đạt được nhiều thành tích cao trong các giải của thành phố và của tỉnh như câu lạc bộ Bãi Sậy, câu lạc bộ cầu lông phường An Tảo, câu lạc bộ Hiến Nam. Để phát triển được phong trào tập luyện bộ môn cầu lông như hiện nay, vấn đề cơ sở vật chất được thành phố quan tâm. Nhiều câu lạc bộ đã có các phòng tập cầu lông như tại câu lạc bộ Bãi Sậy và câu lạc bộ phường An Tảo và hầu hết tại nhà văn hóa các thôn và khu phố đều có sân tập. Nhận thấy nhu cầu chơi bóng đá của thanh thiếu niên ngày càng tăng trong khi ở địa phương lại chưa có sân bóng, nhiều em phải đá bóng ở đường bê tông. Cuối năm 2018, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ đã đầu tư 900 triệu đồng từ nguồn đấu giá đất giãn dân để cải tạo san lấp một khu đất trống gần trụ sở Ủy ban xã thành sân bóng khang trang. Từ khi có sân bóng, nhiều trẻ em thiếu niên ở 5 thôn trong xã tập trung về đây chơi bóng đá vào buổi chiều hàng ngày. Xã Hưng Đạo vừa tổ chức giải bóng đá thiếu niên trên sân bóng đá mới của xã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, đồng thời góp phần giảm thiểu tình trạng thiếu sân chơi ở địa phương này. Thay vì bài thể dục giữa giờ đơn điệu trước kia, cán bộ giáo viên trường trung học cơ sở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ đã hướng dẫn các em học sinh trong giờ học nhảy điệu cha 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 sôi động. Sau tiết học đầu giờ sáng, các em sẽ được hòa mình vào vũ điệu nhịp nhàng, phấn khởi theo từng động tác tay chân. Không chỉ có các em học sinh, các cô giáo trong trường cũng đặc biệt yêu thích 5 phút nhảy cha 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 này. Đây là xu hướng thể dục giữa giờ mới đang được rất nhiều các cấp trường thực hành. Điều này giúp các em học sinh hứng khởi và tràn đầy năng lượng sau giờ học căng thẳng. Hiện nay, ngoài việc nâng cao chất lượng giáo dục, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã quan tâm chú trọng đến các hoạt động thể dục thể thao trong nhà trường. Thể thao học đường không chỉ nâng cao sức khỏe, cải thiện tầm vóc mà còn góp phần rèn luyện ý chí, kỷ luật và lối sống lành mạnh cho các em học sinh. Ghi nhận phong trào tập luyện cầu lông trên địa bàn thị xã Mỹ Hào. Cầu lông là một trong những bộ môn thể dục tự chọn trong cấp trường trung học cơ sở, giúp nâng cao thể chất. Đây cũng là môn thể thao được rất đông học sinh trường trung học cơ sở Minh Đức yêu thích luyện tập. Và em rất yêu thích bộ môn cầu lông ạ. Nó vừa thêm cho bọn em sức khỏe, nó vừa giúp bọn em đoàn kết hơn và làm cho bọn em thư giãn trong những giờ học ạ. Không chỉ là giúp sức khỏe tốt mà còn có thể phát triển chiều cao. Được Ủy ban Nhân dân phường tạo điều kiện, các tiết học cầu lông của các em đều được rèn luyện tại nhà thi đấu của phường. Vì thế mà chất lượng tiết học được cải thiện đáng kể. Các cháu có kỹ thuật cũng tương đối tốt. Có những năm này các cháu đã đi thi được giải. Nhà trường cũng đã có kế hoạch để xây dựng một số các cái kế hoạch để vận động xã hội hóa, để xây dựng cơ sở vật chất để phục vụ cho các cái câu lạc bộ thể dục thể thao trong trường. Trường Trung học cơ sở Dị Sử cũng đã quy hoạch sân cầu lông cho học sinh trong trường. Em thấy chơi cầu lông thì mình giúp mình dẻo dai con người và sức khỏe mình lên và chiều cao mình cũng tăng lên ạ. Để các em được trau dồi nhiều hơn, trường cũng thường xuyên tổ chức các giải thi đấu cầu lông. Tại các hội thao cấp huyện, thị xã, trường đều giành thành tích cao.
tôi cũng có tổ chức các cái cuộc thi đấu ở trong lớp, rồi là tìm các cặp đôi ở các lớp để thi đấu với nhau để tăng cái niềm hứng thú cho các em. Chính vì vậy là các em ở trong các lớp là các em rất là thích cái môn này. Các em học sinh của chúng tôi ở khối lớp 9 được tham gia thi cầu lông cấp thị xã và đạt giải nhất của cấp thị xã, sau đó là tham gia cấp tỉnh và đã đạt giải 3. Chúng tôi là một trong những đơn vị trong các trường của thị xã là có những thành tích cao và có rất nhiều em trong đội tuyển học sinh giỏi môn giáo dục thể chất để đi thi tỉnh. Do vậy là chúng tôi cũng sẽ là quyết tâm để đầu tư và nâng cao hơn nữa cái sân chơi bãi tập, cũng như là tạo điều kiện tốt hơn nữa về các cái dụng cụ thể thao cho các em học sinh. Ngoài các trường kể trên, thị xã Mỹ Hào còn rất nhiều trường phát triển bộ môn cầu lông như trường Trung học Phổ thông Bần Yên Nhân, trường Trung học Cơ sở Bạch Sam, Nhân Hòa, Xuân Dục, Phan Đình Phùng. Phát triển giáo dục toàn diện chính là mục tiêu mà các trường đang hướng đến nhằm tạo cho học sinh môi trường phát triển tri thức vững vàng và năng động. Bình nước nóng Rossi Sapphire, sản phẩm cao cấp của tập đoàn Tân Á Đại Thành. Phóng sự vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao của chúng tôi tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.